Rồi, đầu tính ta cái bài đầu tiên là bài sụn xương ha. Về mục tiêu của chúng ta sẽ nhận diện được các bài xương ha. Các bài xương thì trong cấu trúc bài xương chúng ta sẽ có những cái tế bào liên quan là cốt bào, tạo cốt bào và vi cốt bào ha. Còn với về phần sụn thì chúng ta chỉ chú ý xem là cái vùng chuyển tiếp ha. Thì thể chúng ta sẽ quan sát sụn nghỉ, sụn xếp hàng, sụn phì đại, sụn nhóm canxi. Về màng xương chúng ta có hai loại xe màng hay là màng ngoài và màng trong. Riêng màng ngoài xương chúng ta sẽ có hai thành phần là lớp tế bào và lớp sợi. Rồi. Ở đây là vật kính 4 ha, vật kính 4 của Lam tiêu bản xương hay mô xương. Rồi, chúng ta thấy có cái gì ha? Đây, cái vùng này gọi là cái vùng chuyển tiếp ha. Ở cái vùng chuyển tiếp này chúng ta sẽ có gì, cái mô sụn là chủ yếu đúng không? Cô Alo. slide là cô để ở slide 3 đúng không cô? Đúng à. Tại vì tụi em slide nó vẫn đứng ở chỗ sụn xương ấy ạ. Vẫn có hình mô không em? Dạ không ạ, nó đứng ở ngay cái slide đầu luôn, slide sụn xương ấy. Ok, để cô gọi lại. Các bạn thấy chưa ạ? Dạ thôi. Ok, cảm ơn em. Và cái đây là vật kính 4 của lam mô xương ha. Thì cái vùng chuyển tiếp là cái vùng này ha. Khung nguyên toàn bộ vùng này được gọi là mô sụn ha. Cái khoảng trắng ở giữa là mô sụn, hai bên này là phần mô mô xương. Sụn. Khi tiến chúng ta có thể hỏi là cái lam này là lam gì, tiêu bản gì ha, thì các bạn phải nhớ nhận diện được đây là một mô xương ha, lam tiêu bản mô xương. Cũng là cái tiêu bản mô xương nhưng mà chúng ta sẽ có một cách nhận khác của bên đại học y dược ha. Thì cái vùng mô sụn là vùng từ đâu, mô sụn sẽ là vùng từ bên đây kéo dài qua đây là vùng mô sụn ha, từ đây là vùng mô sụn. Còn phía đoạn dưới này là vùng mô xương. Nhắc lại ha. Cái đoạn này là mô mô sụn. Được chưa ha? Rồi, cái phần còn lại là phần mô xương. Thì cái phần mô sụn này là bản chất nó ở cái vùng đầu chuyển tiếp á, vùng đầu xương mới thấy ha. Đây. Để cô xóa cái nha. Rồi, cái mũi tên thứ nhất người ta chỉ vô gì đây à, đó chúng ta sẽ có rất là nhiều mũi tên hay, chúng ta sẽ phân tích nha. Cái mũi tên màu tím đầu tiên mà chúng ta cần quan tâm đây ha, người đang chỉ một cái chất nè, một loại chất gì đó mà không thấy tế bào gì hết đúng chưa, loại chất đó ha. Cái mô chất này các bạn đã thấy là nó sẽ rất là nhạt màu đúng chưa, so với cái mô chất ở dưới bên này ha. Thì cái vùng mô chất bên này gọi là vùng sụn ngấm canxi. Khi mà bắt đầu sụn ngấm canxi á thì tế bào gần như là sẽ bị hòa nhập với nhau ha, mất màng mất nhân ha. Khi mà sụn ngấm canxi ở một giai đoạn trưởng thành rồi á, ngấm đầy đủ các chất, các dưỡng chất của bề xương, của xương ấy, thì nó sẽ bắt đầu hình thành những cái bề xương. Thì cấu trúc bề xương là những cái cấu trúc màu xanh dương đậm ở bên trong này, là những cái bè ha. Đó, nên những cái cấu trúc màu xanh dương đậm là những cái bè xương. Còn cái cấu trúc nhạt màu dưới này đây là những cái sụn ngấm canxi thôi, là cái xương khởi đầu ha, để hình thành đây những cái bè xương. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ thấy những cái cấu trúc ha, những cái tế bào hình cầu ha, xếp
sát nhau rất là to đúng chưa? À, thế là một cái ổ như thế này ha, chúng thường sẽ thấy một cái ổ như thế này, thì đây chính là những cái sụn vĩ đại. Rồi tiếp theo lên đây chúng ta sẽ thấy những cái tế bào, những tế bào nhân nằm giữa màu tím đậm ha, nhưng mà cái những cái tế bào này cũng nằm trong một cái ổ đó, những cái ổ đó này thành một cái đường dọc đúng chưa, đúng chưa, đường dọc rất là nhiều cái đường dọc đây đúng chưa, thì đây chính là sụn xếp hàng. Và tiếp tục đi lên phía trên nữa, chúng ta sẽ thấy những cái vùng, những tế bào sụn nằm riêng lẻ ha, nằm đơn độc ha, nằm đơn độc một trong một cái ổ đó ha, một tế bào là một cái ổ đó ha. Đây là những cái giai đoạn sụn trong đang ở giai đoạn nghỉ, nên chúng ta sẽ đặt nó tên là sụn nghỉ ha. À, những cái vùng bên này á, là những cái vùng sụn đang tăng trưởng, không chúng ta nó không thuộc vùng chuyển tiếp ha. Những cái vùng chuyển tiếp của chúng ta chỉ có bốn thành phần thôi, là sụn nghỉ, sụn xếp hàng, sụn vĩ đại và sụn nhóm canxi. Tại sao nó là chuyển tiếp? Tại vì cái vùng này sẽ là bắt đầu hình thành ra những cái cấu trúc xương mới. Còn cái cấu trúc bên phải bên này á, nó không phải là vùng chuyển tiếp, bởi vì nó chỉ là sụn và hoàn toàn mãi mãi nó sẽ là sụn rồi, chỉ là cái vùng bề mặt khớp thôi. Chứ nó cứ những cái vùng mô sụn này nó sẽ không phát triển thành những cái mô xương nữa ha. Chỉ có những cái ở thì chỉ có vùng chuyển tiếp đi vô thì mới là phát triển thành xương thôi. Chúng ta sẽ lên cái vật kính lớn hơn ha, thì đây là những cấu trúc mà màu xanh dương đậm đây ha, đây là những cái bè xương đó, đây là những cái sụn nhóm canxi, sụn nhóm đầy đủ các chất vô cơ và hữu cơ cần thiết của một cấu trúc xương ha, để thành thành những cái bè xương. Còn ở phía ngoài này là vẫn là những cái sụn nhóm canxi thường thường ha, sụn nhóm canxi thôi ha, bởi vì nó chưa thấm đầy đủ các chất ha, nên màu nó sẽ rất là nhạt hơn ha. Rồi có thêm ha, còn những cái vùng này là vùng sụn vĩ đại đây ha. Rồi, chúng ta sẽ thấy là giữa các những cái bè xương thấy rất là nhiều loại tế bào đúng chưa? Ha, quá trời luôn, li ti li ti li ti li ti đây. Thì đây là những cái tế bào nằm trong tủy xương ha, nằm trong những cái hốc xương đó, là những cái tủy xương ha. Rồi, quay lại cái hình cách nhuộm truyền thống của mình hoặc là nhuộm HE ha. Rồi, tiên chúng ta ha, cái vùng này gọi là vùng chuyển tiếp, nó lại ha, vùng chuyển tiếp bên tay trái của các bạn là vùng chuyển tiếp, mô sụn chuyển tiếp ha. Thì chúng ta sẽ thấy những cái tế bào đó ha, nhân tím đậm ha, bào tương đây ha, bào tương nó là mỏng ha, mỗi tế bào nằm trong một cái ổ nữa thôi. Thì đây là những cái sụn trong ở giai đoạn nghỉ, các bạn gọi nó là sụn nghỉ. Rồi đi vô trong ha, khi sụn này được những tín hiệu đúng chưa, phát triển lên bắt đầu nhân đôi, và nó nhân đôi theo cùng một, nằm trong một cái hàng thôi đúng chưa, sinh sản theo một hướng đó nhớ không, thì đây là sụn xếp hàng ha. Rồi cái sụn xếp hàng này nó sẽ những tín hiệu bắt đầu là phải tăng trưởng hơn nữa, thì những cái tế bào sụn phía sau này bắt đầu tăng dần kích thước lên ha, tăng dần kích thước lên, và khi nó tăng dần kích thước lên như vậy thì nó sẽ làm mất cái cấu trúc hàng của nó ha. Rồi rồi đi vô vào trong à, chúng ta sẽ thấy là gì, những tế bào sụn như vùng này là hầu như không hình dạng, không còn hình dạng của một tế bào nữa, chúng ta chỉ thấy một cái khoảng chất gì đó ha, rất là mờ nhạt đúng chưa. Thì đây là do cái sụn nhóm canxi, sụn nhóm canxi đến khi nào mà nó vào trong trong đây à, vào trong đây những cấu trúc màu hồng đậm như thế này đây, thì đây mới gọi là những cái bè xương ha. Thì đây mới gọi là những cái bè xương, bè xương ha. Rồi chúng ta sẽ thấy ha, đây là những cấu trúc bè xương rất đậm màu ha, cấu trúc bè xương màu hồng rất là đậm ha, đây là cấu trúc màu hồng, đây là những cái bè xương đã được hình thành ha. Thì giữa những cái bè xương là những cái cấu trúc, những cái cấu trúc của tế bào vùng tủy, vùng tủy xương ha, giữa những cái hốc xương thì có những cái tế bào này ha, có những tế bào mỡ, tế bào máu, tế bào tạo máu vân vân, tế bào dòng tủy đó ha. Thì đây cái chỗ mà lấy tủy xương đó, chúng ta sẽ hút những cái tế bào ở đây này. Rồi trên cái cấu trúc bè xương chúng ta sẽ có ba loại tế bào liên quan đến cấu trúc của bè xương ha. Thì cấu trúc bè xương mình ở đâu, cấu trúc bè xương là một cái khoảng màu nâu này ha, là cái bè đây, cái bè này ha.
thì chúng ta có ba loại tế bào. Những cái tế bào mà nằm trên bề xương, nằm trên bề xương, hay là những con người đi trên cái bè đó, những con người đi trên cái bè đó, thì chúng ta sẽ gọi nó là câu bào, ha, là người đi đò đó ha. Rồi, chúng ta sẽ có những cái tế bào nằm sát cái bè xương, ha, những sinh vật bám lấy cái bè của mình, ha, nằm xung quanh bè của mình. Thì đây là tạo cốt bào. Rồi, bên cạnh những cái vi sinh vật bé nhỏ đó, chúng ta sẽ những cái sinh vật đó, rất là to ha, rất là to và rất là nhiều nhân ha, tăng tế bào khổng lồ rất là nhiều nhân. Thì đây là con hủy cốt bào, bản chất nó chính là đại thực bào đó ha. Rồi, nhìn vô cấu trúc ở đây kính 240 ha, chúng ta nhận diện được đây là một cái bề xương. À, một cấu trúc bề xương đây, cấu trúc bề xương khi mà nhuộm mô học thì nó sẽ là hoạt động thế này. Còn cái khoảng trắng mà ở giữa những cái bề xương là do mình nhuộm, nó không bắt bào thôi chứ nó vẫn thuộc bề xương ha. Mình chúng ta phải nhận diện được là bề xương ha. Thì trên bề xương những cái tế bào nhân đậm, chưa, tế bào nhân đậm nằm trong cái ổ nó, cái ổ là ổ một khoảng một là cái khoảng trắng bao quanh cái nhân này, cái ổ của nó. Ha, đây là con cốt bào tương tự nhân của nó, cái khoảng trắng là cái ổ của nó. Ha, nhân đậm xung quanh khoảng trắng là cái ổ của nó tương tự ha. Đây là nhân đậm xung quanh là cái ổ của nó. Thế đây là những cốt bào, nó có rất là nhiều cốt bào ở trên cái bè xương. Rồi, tiếp theo đó chúng ta sẽ thấy nằm sát bè xương, nằm sát bè xương ha, là những tế bào hình khối ha, nó có rất là nhiều hình dạng. Các bạn sẽ thấy đây, bạn sẽ thấy gì? Nếu như ở hình dạng 2D nó là gì? Hình chữ nhật nè, ha, hình chữ nhật nằm ngang, hình nhật nằm thẳng, hình thành bình thành ha. Thì bản chất là hình khối vuông thôi. Hình 3D là hình khối vuông. Thì đây là những tế bào nằm sát bề xương. Thì chúng ta sẽ nói đó là những tạo cốt bào ha. Nhắc lại ha, những tế bào hình khối là nằm ôm sát trong cái bè xương của mình ha, thì sẽ gọi là tạo cốt bào ha, tạo cốt bào rất là nhiều ha. Rồi cái bên cạnh đó chúng ta sẽ thấy cũng sát bè xương một cái tế bào rất là khổng lồ ha, nó là một cái khối đồng hết, có màng rõ ràng đó kìa ha, một cái màng nằm nhất bên trong đó sẽ rất là nhiều nhân tiến động ở giữa đây, 1, 2, 3, 4, 5 đây. Thì đây là con hủy cốt bào. Giờ chúng ta sẽ thấy một cái nhìn vô thấy gì, một cái bè xương rất là bự đúng chưa? Đó, bè xương đang đây là ha, là cái cấu trúc màu hồng đậm đây ha, quá trời đậm đúng chưa, rõ là rõ ràng cho các bạn ha. Đây là cấu trúc bè xương. Các bạn thấy nè, trên cấu trúc bè xương chúng ta thấy gì? Có những cái tế bào ha, đang nói trên cấu trúc bè xương ha, những cái tế bào nhân đậm nằm trong cái ổ màu trắng của nó, đúng chưa? Rất là nhiều đúng chưa? Chỉ đại con nào cũng được đây ha. Thì đây là cốt bào. Rồi, còn cái mũi tên là gì? Là những cái tế bào nằm phía ngoài bè xương, nằm phía ngoài bè xương và nó rất là to, đúng chưa? Cấu trúc nó to và nó có nhiều nhân. Nhiều nhân, rõ ràng nó nhiều nhân cho, một nhân, hai nhân, ba nhân ha. Thì đây là những con hủy cốt bào. Bạn nhớ ha, thì con hủy cốt bào sẽ có nhiều hình dạng khác nhau, nên không phải là nó cũng không mô tả hình dạng này vậy. Chỉ cần nhớ là những tế bào bự, lớn, nằm sát bè xương và rất là nhiều nhân ha. Rồi, tiếp theo ha, còn những khối tế bào, những khối tế bào nằm cũng nằm sát bè xương luôn, nhưng kích thước nó sẽ nhỏ hơn, kích thước nó như hình khối vuông ha. Rồi, ta sẽ những hình khối vuông đây ha, làm sát cái bề xương đây là những tế bào, đó là tạo cốt bào ha. Thật chất là, ở cái vùng này là cái chúng ta sẽ thấy rất là nhiều những cốt bào ở đây nữa nè. Đây, đây những cốt bào đây. À,
con này cũng nằm sát đại sư bên trong, em thấy nè, một nhân, hai nhân, ba nhân, bốn nhân cũng chưa hình dạng, chẳng hình dạng gì rõ ràng đúng chưa đó. Nhưng mà đây mình rõ ràng thấy được cái màng bào tử rõ ràng đều nó ha. Đó, đây là con huyết cúc bào, đây cái bên con huyết cúc bào khủng khiếp đây nữa nha, hình dạng rất là nham nhở luôn, nhưng mà rất là nhiều nhân đây, 1 2 3 4 5 6 7 8 80 nhân khủng khiếp chưa. Đây là huyết cúc bào ha, chúng con này để thi nha, dành thay rồi hỏi chờ rồi nhớ lại ha. Nhất chúng ta có cố bào ha, đây là cái bè xương của mình nè, nó chưa màu hồng đậm nhớ ha. Rồi ở đây chúng ta sẽ thấy là gì, một cái cấu trúc không phải là hình khối vuông nằm sát bè xương nữa. Rồi nó là cái gì, vậy nó là cái gì, các bạn sẽ thấy cái gì, nó là các bạn sẽ thấy ủa một cái đường gì đó cô, một đường đứt nét đậm màu đúng chưa, một đường đứt nét đậm màu nằm sát bè sơn đúng chưa, nó không có là dạng hình khối như vậy, nó không phải là hình chữ nhật như vậy mình thấy nữa, mà nó nằm sát, cũng nằm sát bè sơn luôn. Thì đây bạn chính là gì, là cái màng trong sơn ha, một cái màng trong sơn nó như là cái mô liên kết đó ha. Thì trên cái mô liên kết hay còn hay chính xác là cái màng trong sơn đó, nó sẽ có những cái tế bào thuộc thành phần của mô liên kết thôi ha. Còn những tế bào trung mô, những tế bào sợi, nhưng mà đây với cách nhuộm này chúng ta không thể nói nó là tế bào thuộc mô liên kết, là tế bào chính xác tế bào gì, nên chúng ta chỉ gọi tên theo cấu trúc thôi là màng trong xương ha. Rất nhiều ha. Đây một cái giải đường đậm ha, nằm sát bè xương ha. Đó nha, nó là một cái đường dẹt thôi ha, một cái đường dẹt đậm màu nằm sát bè xương, gọi là màng trong xương. Rồi ở đây có một cái mới nói thêm đó, những con mà nhỏ nhỏ này là mới đáng để hỏi nè. Đây cái con này ha, nằm sát bè xương rất là to đúng chưa, trên đây nó có 1 2 3 nhân đó, nhân đậm màu ở giữa đó, thì con này là hủy cốt bào. Dễ mà em ha. Rồi mũi tên này sẽ là gì ha, mũi tên này sẽ là cái gì đây, mình phân tích ha, không biết là một cái gì đó nó hình bình hành, hình ha, hình chữ nhật cái gì đó cô ơi đó, mà nó nằm sát ở cấu trúc bè xương được chưa, tới đó thôi ha, rồi các bạn tự trả lời ha. Một dọc luôn, dọc dọc hình dạng hình khối ha, nằm sát cái bè xương của mình đây. Đó. Thì đây là một khối tế bào ta ha. Rồi cái khối tế bào cũng như những cái tế bào nhân đậm nằm trong cái ổ màu trắng của nó, nằm đơn độc ha, trên cái bè xương là những tế bào ta ha. Rồi học đã đời xong, hỏi cấu trúc màu hồng này là gì, là quên, là ăn đòn nha, là ăn đòn nha. Rồi cấu trúc màu đỏ là gì đây, cô chỉ miêu tả cho các bạn thôi nha. Đây những cấu trúc một cái tế bào hay cấu trúc gì đó ha, nó nằm sát cái bè xương mà em thấy, em zoom nó lên, trời ơi sao bên trong nó có rất là nhiều nhân cô ơi đó ha, hình dạng này không có hình dạng gì nhất định hết, miêu tả chẳng biết nó là hình gì luôn ha. Thì nó là tế bào bập 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 ha. Rồi chúng ta sẽ quay lại cái vật kính 4 ha, và quan sát cái vùng mà đại thể xíu. Chúng ta hãy tưởng tượng cái sườn, cái miếng sườn mình, à cái xương mình ăn ha, cái chân giò mình ăn đây, cái giò mình đang ăn ha. Cái đầu tiên chúng ta biết phía ngoài đầu tiên ha, là một cái lớp màng ha, một cái mô liên kết ha. Sau đó chúng ta sẽ cắn được cái miếng thịt ha, thì miếng thịt ở đây, cái phần khối thịt của mình ăn đây à, cái phần khối thịt mà là gì, đây chính là cơ đúng chưa, là phần của mô cơ. Rồi sau đó cắn hết nổi rồi à, cắn hết nổi rồi, vô đây rồi nó cứng quá, thì đây là phần mô xương
Rồi, nhưng mà khi các bạn có khi mà các bạn ăn, các bạn có để ý không? Sau khi mình cắn cái lớp cơ đi ha, phía ngoài trước khi mình, cái xương nó có một cái lớp màng bao bọc. Đúng chưa? Trước khi cắn vô lớp xương ấy, chúng ta có thể gỡ được một lớp màng bao bọc. Thì cái phần màng này gọi là màng ngoài xương. Nhớ nha, phần này là phần màng ngoài xương. Chắc là màng ngoài xương nha. Khi chúng ta dùng cái cấu trúc màng ngoài xương lên thì nó nằm đâu nó mình nhìn vô, ủa cái này là màng ngoài xương đâu đâu hả, nguyên cái cấu trúc này là màng ngoài xương hả? Thôi không phải ha. Rồi đầu tiên cái khối mà được đánh dấu màu đen nha, đó là cái khối cơ mình đã ăn đó, mình thích đó mình gặp ha, nó khối cơ vân ha, cơ vân mình đang ăn đó, thịt khúc thịt mình ăn đây là khúc thịt, là những cái tế bào rất là to ha, nằm sát nhau. Còn cái khúc màu cam và khúc màu vàng là hai thành phần của màng ngoài xương ha, nhắc lại là hai thành phần của màng ngoài xương. Thì cái thành phần thứ nhất nằm ở ngoài cùng nhất gọi là lớp ngoài, thì cái lớp ngoài này của cái màng ngoài xương bản chất nó là gì? Nó sẽ có những cái tế bào trung mô, và xen kẽ những cái tế bào trung mô đó các bạn sẽ thấy những cái dải ha, những cái dải nè, những cái sợi sẽ màu hồng đúng chưa, nằm rời rạc như thế này, thì đây là những cái sợi collagen. Nhắc lại ha, cái giới hạn màu cam này là lớp ngoài của màng ngoài xương được chưa, thì lớp ngoài màng ngoài xương có gì? Những cái tế bào trung mô, những cái tế bào trung mô là những cái nhân đậm ở nằm phía dưới. Rồi xen kẽ đó chúng ta sẽ thấy những cái tế sợi, những cái sợi ha, những cái sợi màu hồng chính là những cái sợi collagen. Rồi chúng ta sẽ đi vào trong cái khối màu vàng, nhớ khối màu vàng bên đây, thì đây là những khối tế bào trung mô ha, khối tế bào trung mô thì bên trong rõ ràng các bạn thấy đã gì, bên cùng bên trong này hầu như là không thấy thành phần sợi collagen nữa đúng chưa, mà chúng ta chỉ thấy gì, chủ yếu là lớp tế bào trung mô thôi, nên phần này sẽ được gọi là lớp tế bào của màng ngoài xương. Thành phần nào chủ yếu, thành phần nào chiếm nhiều, thấy rõ nhiều thì chúng ta sẽ đặt tên cái tên đó. Phần phần này phía ngoài thấy collagen nhiều gọi là lớp sợi, thành phần bên trong thấy thành phần không thấy sợi chỉ là thấy tế bào thôi gọi là lớp tế bào vậy thôi. Rồi ở vật kính 40 à, chúng ta sẽ có đây những cái sợi collagen, những cái sợi collagen rất nằm rất là rời rạc nha, sợi collagen rất là rời ra ha. Khác với khối bên này là những cái đám tế bào cơ vân nằm sát chặt chẽ với, ôm chặt chẽ với nhau, và những tế bào cơ rất là lớn nha, có tế bào cơ vân là rất là lớn, nó kéo dài ở đây, và những khối màng nào cơ vân là sẽ nằm sát nhau, trong khi bên đây nha, cũng là những cái sợi đó màu hồng đó ha, đừng có thấy màu hồng giống giống nhau nha, chúng ta sẽ nhìn như cái bản chất của nó, sợi ngắn hơn nằm rời rạc hơn ha, nên những sợi collagen. Và bên nhắc lại lần nữa, khối này là khối tế bào ha, khối tế bào trung mô hay còn gọi là lớp tế bào của màng ngoài xương. Rồi chúng ta đã xong cái phần mô xương ha. Các bạn thấy rõ slide chưa ạ? Dạ rõ. Cảm ơn. Rồi, bài cái bài là phổi da thì đầu tiên á, đối với làm phổi ha, chúng ta sẽ có những cái mục tiêu là đối với đường dẫn khí trong phổi thì chúng ta sẽ có ba mục tiêu lớn là phế quản nhân tiểu thùy, tiểu phế quản chính thức và tiểu phế quản tận, là phải nhận diện được ba cái cấu trúc đó. Còn về phần hô hấp của trong lam phổi thì chúng ta sẽ chủ yếu là gì, chúng ta sẽ thấy những cái tiểu phế quản hô hấp ống phế nang, túi phế nang, và cái phần quan trọng nhất đó là phế bào 1 và phế bào 2 trên cái thành phế nang. Nhắc lại ha, đầu tiên cái phần nói về phần hô hấp bên trong ha, sau khi không khí đi qua vùng mũi đúng không, cái vùng họng đầu tiên nó sẽ vô vùng khí quản đúng chưa, cái từ khí khí quản sẽ chia thành hai phế quản lớn đúng chưa, bên phải và bên trái. Từ những cái phế quản lớn đó
hai phế quản lớn đó chúng ta sẽ chia là những cái phế quản nhỏ hơn, những phế quản gian tiểu thùy. Rồi những cái phế quản gian tiểu thùy nó sẽ chia phân cắt nhánh nhỏ hơn nữa là những cái tiểu phế quản. Thì cái tiểu phế quản cuối cùng trong cái đường dẫn khí đó sẽ gọi là tiểu phế quản tận. Rồi đến cái vùng hô hấp thì chúng ta sẽ có cái tiểu phế quản hô hấp, và sau đó nó sẽ là những cái ống phế nang và những cái túi phế nang. Rồi ở đây chúng ta sẽ có cái gì ha, một cái lam ở bậc kính 4 ha. Thì ở bậc kính 4 này đòi hỏi em phải nhận diện được đây là lam phổi. Người ta sẽ cho một cái hình như thế này và sẽ cho có bốn đáp án ABCD là phổi, gan, gì đó vân vân. Các bạn sẽ hỏi, ta sẽ hỏi đây là lam gì, lỗi mấy em nó cứ chạy hoài ha. Dạ cô ơi, hình như chưa có chuyển slide. Xin lỗi các bạn, nếu bạn đã thấy slide chưa ạ? Rồi, cảm ơn em. Rồi, nhớ nhắc lại cái phần hồi nãy ha. Đầu tiên chúng ta là có cái sau khi khô hấp đi vô cái vùng một mũi đúng không, xuống vùng hầu, xong chúng ta sẽ vô vùng khí quản chưa? Khí quản chia làm hai nhánh đúng chưa? Là những cái phế quản lớn bên tay phải và bên tay trái đúng chưa? Thì những cái phế quản lớn là chia ra những cái phế quản nhỏ hơn là những cái phế quản gian tiểu thùy. Những cái phế quản gian tiểu thùy bên chia cấp độ nhỏ hơn nữa là những cái tiểu phế quản ha. Thì cái đến phần tiểu phế quản cuối cùng ở cái vùng dẫn khí ha, sẽ là tên gọi là tiểu phế quản tận. Rồi cái tiểu phế quản tận nó sẽ tận này nó sẽ nối với tiểu phế quản hô hấp. Tại những cái tiểu phế quản hô hấp này sẽ đi vô những cái ống phế nang và túi phế nang. Rồi ở đây là vật kính 4 ha. Thì ở này đòi hỏi gì? Đòi hỏi thứ nhất các bạn phải nhận diện, nhìn vô phải biết nó là lam phổi. Thì làm sao nó biết nó là lam phổi? Đó, làm sao biết nó là lam phổi? Nhìn vô nó thấy gì? Những cái cấu trúc có lòng ống ha. Những khoảng trắng là những cái lòng, những cái khoang đúng chưa? Lỗi mấy em. Thì những cái khoang đúng chưa? Những cái khoang này đây là những cái ống phế nang ha, còn đây là những cái tiểu phế quản ha. Đó, vâng. Nhận diện được đây là lam phổi. Chúng ta sẽ có những cấu trúc lòng ống như dạng hình phế ha. Đó. Rồi, cũng cái lam đó mà chúng ta sẽ zoom lên ở bậc kính lớn hơn một chút. Chúng ta sẽ thấy gì? Một cái cấu trúc có lòng ống đó ha. Phía ngoài là có một cờ. Một cờ trơn bao bọc ha. Phía ngoài một cờ trơn chúng ta sẽ có phần lớp mô sụn. Đúng chưa? Đây là phần mô sụn ha. Khác những cấu trúc bự bên này, khác cái cấu trúc nhỏ bên này. Là chỗ là gì? Cấu trúc nhỏ bên này cũng là cấu trúc lòng ống ha. Biểu mô của lòng ống này là cũng có những cái nếp gấp đúng chưa? Nhưng mà nó không có cái mô sụn bao quanh. Còn bên này cấu trúc lòng ống bự này ha, nếp gấp ha, lòng ống có rất là nhiều nếp gấp đúng chưa, có mô sụn bao quanh ha. Thì đây cấu trúc lớn này sẽ gọi là tiểu phế quản, gọi là phế quản gian tiểu thùy ha. Còn cấu trúc ở dưới này cũng dạ, có cô ơi, tụi em không thấy con trỏ chuột của cô ạ. Cái laser nó cỡ màu đỏ có thấy không ạ? Dạ không, không, có hồi lấy thì thấy màu đỏ nhưng mà giờ thì không thấy gì, giờ chỉ thấy kiểu slide thôi cô, chứ không thấy trò chuột. Kỳ vậy ta. Slide cô tết trong máy. Hả? Cô slide cô tết trong máy rồi hả? Có thấy cái cục tròn tròn màu xanh lá cây di chuyển không ạ? Thấy chưa mấy em? Dạ, cô thử di chuyển trò chuột cho cô, chứ tụi em chưa thấy á. Chết tôi rồi. Ôi, đợi cô tí nha. Sao kỳ vậy? Rồi, các bạn có thấy được cái cục tròn tròn màu đỏ không? Chưa thấy luôn hả? Nghĩ dạy em ơi, mệt quá. Cục xanh xanh. Thấy con trở chuột màu, à không, lại mất con trở chuột màu trắng rồi con.
Chắc là cô đã chuyển thành cái cục màu xanh lá cây á, hoàn toàn á. Hình như đang ở màn hình thu nhỏ á cô. Không, full screen luôn. Dạ, tụi em đang thấy ở màn hình thu nhỏ á cô. Cô thử để màn hình thu nhỏ rồi cô chỉ cô. Chỉ nha. Ừ, tại vì để màn hình lớn lâu lâu nó bị lỗi á, giờ mình thử để màn hình thu nhỏ xem thế nào ấy ạ. Rồi, đồng ý. Rồi, nhỏ đi ha. Nhỏ chắc thấy ạ. Thấy chưa mẹ? Dạ thấy con chuột rồi. Con chuột. Con chuột đi hè. Giờ mà zoom lên nữa không biết nó có bị thanh xui không. Đó, học cái cấu trúc đầu tiên ha. Rồi cấu trúc lòng ống này ha. Cấu trúc lòng ống này ha. Vô lên lòng ống nữa ha. Còn cái này hình những cái hình khớp khỉu hình ha, nếp gấp đúng chưa, có nhiều nếp gấp đúng chưa, lòng ống này rất là có nhiều nếp gấp ở những cái thành của nó đúng chưa, được chưa, một cái nếp gấp đặc điểm thứ nhất. Phía ngoài nó là cấu trúc màu vàng chỉ vô nè ha, màu xanh nó chúng này thành màu xanh chỉ vô, đây là một cơ trơn ha, một cơ trơn bao giờ bao bọc ở phía ngoài. Tiếp theo chúng ta sẽ có gì? Phẫu ghê á, phẫu thiệt á, mô ha, cấu trúc dưới này là mô sụn, mô sụn ở phía ngoài mô cơ đúng chưa, cái này là mô sụn phía ngoài bao cơ. Thì nguyên cái khối này á sẽ gọi cái tên nó là phế quản giang tiểu thùy. Nhớ lại ha, phế quản giang tiểu thùy. Thì muốn nói là một phế quản giang tiểu thùy, đó là thứ nhất một cấu trúc có lòng ống, thứ hai là gì, cái biểu mô của nó phải có nhiều nếp gấp như thế này. Được chưa? Cô chưa nói nó là biểu mô gì nha. Biểu mô có nhiều nếp gấp như thế này. Thứ hai, thứ ba, phía ngoài cái mô cơ của nó sẽ là mô, mô sụn. À, thì đây là phế quản giang tiểu thùy. Rồi, nếu như chúng ta xem cái cấu trúc ở dưới này ha. Nhẹ nhẹ thôi. Cấu trúc cái này cũng là một cấu trúc lòng ống đúng chưa? Cấu trúc lòng ống. Nhưng mà dưới này chúng ta sẽ thấy gì? Cũng về bên trong nó cũng có nhiều nếp gấp đúng chưa, y chang luôn, cũng có nhiều nếp gấp, nhưng qua ra nó nhỏ hơn thôi, nhưng mà đừng quan tâm nhỏ lớn đây ha, cũng nhiều nếp gấp nhưng phía ngoài nó có mô sụn bao bọc không, không hề đúng chưa, không hề có mô sụn bao bọc. Thì chúng ta sẽ gọi cái vùng cấu trúc này, nguyên tầm một cấu trúc này là tiểu phế quản chính thức, đúng không, tiểu phế quản chính thức. Rồi chúng ta sẽ qua cái cấu trúc màu đỏ bên này nha. Cấu trúc số 5 á, cũng là cấu trúc có lòng ống đúng chưa, cấu trúc có lòng ống, nhưng chúng ta sẽ không thấy gì có nếp gấp của nó đúng chưa, nó không hề có nếp gấp đúng chưa, nó tròn đều đều như này đây. Chúng ta chỉ cảm giác có gì, ủa cái gì mình nó có cái gì để đậm đậm ở phía, nó lồi vô cái trong lòng ống đây đó, lồi vào trong lòng ống đây. Đây là những cái cấu trúc mạch máu nha. À, đó là ba cấu trúc tiêu biểu cần nhìn thấy ha, ở một cái vật kính 10, kính nhỏ rồi đó. Rồi, khi mà chúng ta lên cái vật kính lớn hơn ha, kính lớn hơn 20, nhưng 20 là 200 ha, cũng đã là 200 lần. Chúng ta sẽ thấy một cái cấu trúc có lòng ống ha. Rồi, cái thành ống của nó đây, cũng có rất là nhiều nếp gấp đúng chưa? Nhô lên, hạ xuống, nhô lên, hạ xuống đúng chưa? Đúng chưa? Nhô lên, hạ xuống đúng chưa? Rồi, phía ngoài nó có mô sụn, mô sụn, mô sụn nha. Yeah, thì đây là phế quản giang tiểu thùy, nhớ dùm cô, có sụn là phế quản giang tiểu thùy, có sụn vô là phế quản, sụn vô là phế quản. Yeah, nằm bên cạnh cái phế quản giang tiểu thùy đây cũng một cấu trúc có lòng ống ha, nhưng mà rõ ràng chúng ta cái thấy thành ống nó đâu có nó gấp đâu đúng chưa, nó đều hơn, nó rất là đều ha, mình cảm giác nó có những cái
vì nó hơi đậm đậm, nó ở sát vô cái lòng ống, nó lồi vào trong lòng ống để đem những cấu trúc mạch máu. Rồi khi mà chúng ta zoom lên cái vật kính gọi là vật kính tối đa luôn, nó là 400 ha, 40x ha, để chúng ta phóng đại lên được 400 lần, thì chúng ta sẽ thấy cấu trúc thứ nhất là phần biểu mô ha. Phần biểu mô đây, chúng ta thấy biểu mô gì, chúng ta sẽ đặt tên biểu mô này là biểu mô gì đây. Biểu mô trụ đơn có lông chuyển nha, trụ đơn có lông chuyển đây, cái phần lông ở trên này đây, đây phần lông nhấp nhô rồi ha, là lông rồi không lông rồi không ha. Thì xen kẽ những tế bào trụ đơn có lông chuyển, chúng ta sẽ thấy những cái tế bào ủa sao trong bọc tương nó là một khoảng sáng gì vậy cô, đó thì chính là tế bào tiết nhầy đây. Những tế bào tiết nhầy ha, những tế bào tiết nhầy, những tế bào tiết nhầy. Còn phía dưới này là nhân của tế bào trụ. Rồi phía dưới cái phần biểu mô mình xong, chúng ta sẽ thấy cái phần này là phần phần mô liên kết. Cái phần mô liên kết này, giới hạn đằng này đây là phần mô liên kết. Thì trong cái phần mô liên kết này chúng ta sẽ có rất nhiều loại tế bào, kệ nó không quan tâm ha. Rồi cái phần màu vàng cô muốn chỉ vô là gì, là cái khối cơ ha, là cái khối cơ, là cái khối cơ, cái vùng mô đệm thôi, không cần quan tâm, đọc cho nó cho biết thôi. Rồi dưới này chúng ta sẽ thấy những cái ống tuyến nha, cái phần tiết tiết nhầy và phần tiết nước ha, của cái phần cái này phế quản nhà tiểu thùy ha. Rồi cái đoạn màu tím này là cái đoạn nãy mình học rồi á, là cái phần mô sụn ha, đó là những cái tế bào nhân đậm nè ha, nằm trong cái ổ trắng của nó ha. Rồi chúng ta mới vừa xong ha, cái phế quản thì chúng ta sẽ còn một cái cấu trúc khác, cái này cấu trúc gì vậy cô, cô zoom lớn lên em không nhận ra gì hết đó, ví dụ như vậy. Rồi cái cô phân tích ha, cấu trúc lòng ống ha, thành ống thì có nhiều nếp gấp đúng chưa, không nhiều nếp gấp, phía ngoài là mô cơ, không thấy mô sụn đúng chưa, thì đó là những cái tiểu phế quản, phế quản. Nhưng mà khi đã lên vật kính lớn như thế này, chúng ta sẽ nhìn đọc được cái biểu mô của nó. Thì cái biểu mô được nói tên này là gì, biểu mô trụ đơn có lòng chuyển. Các bạn thấy những cái sợi mà tư tư ra ở đầu nó không, đó những sợi tư tư bị rất 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 đó nè, thấy không, tưa nó bị tưa tưa nè, thì đây là những cái lông chuyển đó ha. Thì toàn bộ cái biểu mô là trụ đơn có lông chuyển, thì theo về mặt lý thuyết chúng ta sẽ phân loại nó là tiểu phế quản chính thức. Vậy thì tiểu phế quản chính thức có đặc điểm gì, thứ nhất lòng ống có, thành biểu mô nếp gấp, chỉ có mô cơ bao bọc, và biểu mô của nó là trụ đơn có lông chuyển, nhớ ha. Nó khác với phế quản nhân tiểu thùy, đây là biểu mô hô hấp, là biểu mô trụ đơn, trụ giả tầng có lông chuyển, nhớ chưa? Còn đây là trụ đơn có lông chuyển ha. Chúng ta biểu mô sẽ khác đi. Rồi. Này bắt đầu khó rồi nè. Chung ha. Cái đoạn này, nguyên cái đoạn cấu trúc lòng ống này ha. Đó, cấu trúc lòng ống này. Có biểu mô lót, có ghép gấp. Lúc lồi lên lõm xuống, lồi lên lõm xuống, lồi lên lõm xuống ha. Nó gấp này nó không có đẹp như nãy nữa đúng chưa? Nó đây mới hình đi vô sâu đó. Thì đây là tiểu phế quản chính thức. Thì toàn bộ cái vùng biểu mô này là biểu mô trụ đơn có lông chuyển ha. Rồi nhưng mà đi đến phóng trúc số 2 thì cái nó gấp này nó giảm đi. Cái thứ nhất, cái thứ hai là gì? Xen kẽ những tế bào có lông chuyển là những tế bào hình khối vuông. Đây, đoạn này là đoạn vuông nè. Khúc này đoạn có lòng chuyển nè, đó thí dụ vậy, đoạn này đoạn vuông nè, phía trên là đoạn có lòng chuyển nè, thầy sẽ rõ. Thì đây là phần tiểu phế quản tận, hay là khó khó chưa? Rồi đến cái vùng số 3, đến cái vùng số 3 này, đoạn này, đoạn vùng số 3 này, thì cái tiểu, cái biểu mô lót lòng của nó không còn đơn giản là tiểu biểu mô trụ nữa, mà nó bản chất nó chỉ còn là biểu mô vuông đơn thôi, không còn những cái khối lông chuyển đó nữa ha. Bề mặt nó là vuông đơn hoàn toàn luôn. Thì đây là tiểu phế quản hô hấp. Thôi thôi, phần này khó. Nói cho biết sẽ nằm, tuy là nằm trong mục tiêu nhận diện nhưng vì khó,
cô sẽ không cho thi. Rồi, hết. Nói cho biết thôi ha. Rồi, đây cũng nói cho biết. Cấu trúc số 1 đây ha. Mình cấu trúc số 1 này. Đây là hình ảnh thật của một đoạn đường, đường đi của một người, cái đường dẫn khí xuống đường hô hấp của mình ha. Đọc cho mình tưởng tượng ra. Đầu tiên là một cái cấu trúc lồng ống ha. Thành này, cái thành nó rất là có nhiều nếp gấp đúng chưa? Nếu như nhìn kỹ nó sẽ là những biểu mô có phía trên nó có rất là nhiều lông, là trụ đơn có lông chuyển của toàn bộ đoạn này. Cái đoạn này sẽ là tiểu phế quản chính thức. Tiếp theo, tiểu phế quản chính thức sẽ đổ vào một cái vùng mà cái nếp gấp nó như nó hầu như nó không còn nữa, chỉ còn cấu trúc lồng ống thôi. Chúng ta sẽ thấy những cái những tế bào trụ có lông chuyển xen kẽ những tế bào hình vuông. Lúc này bên này là trụ nè, bên này lại là vuông nè. Thì đây là tiểu phế quản tận. Rồi đi đến đoạn cuối cùng, đoạn số 3. Đoạn này thì chúng ta sẽ thấy rằng chẳng có nếp gấp gì đâu thưa cô ha. Nó một cái đường ống thôi. Thì cái thành nó là hoàn toàn là một cái biểu mô vuông đơn, không có lông lá gì đây hết. Thì đây là tiểu phế quản hô hấp. Rồi cái đoạn số 4, một cái khoảng không nằm giữa như thế này, thành nó rất là mỏng nữa đúng chưa? Nó một đường tưởng tượng thì đây là những cái đoạn đi vô của ống phế nang và phế nang. Đây, tưởng tượng ha. Đây là một cấu trúc lồng ống ha. Thành của nó là biểu mô vuông đơn. Rõ ràng không thấy hề, không thấy những cái sợi lông ở phía trên bề mặt đúng chưa? Hoàn toàn nguyên cái đoạn này là vuông đơn hết. Thì chúng ta sẽ là tiểu phế quản hô hấp. Cái đoạn hô hấp này nó sẽ nối vô, đúng chưa? Nó nối vô đây đoạn khoảng không này. Thì cái khoảng không này là những cái ống phế nang. Rồi, cái khoảng không hồi nãy đây. Đó, đây là cái khoảng không tưởng tượng đây. Cái ống phế nang là cái con hẻm chính ha. Ống phế nang là con hẻm chính. Còn là những cái con hẻm nhỏ, đây, những con hẻm nhỏ, những cái hẻm cục nhỏ đây. Đúng chưa? Hẻm cục rồi đúng chưa? Hẻm cục đây. Những cái hẻm cục số 2 này là những cái túi phế nang. Đấy, thì cái đáy túi của nó và cái thành túi của nó chính là cái thành phế nang. Được chưa? Những cái thành phế nang đây. Còn cái túi này, nhiều cái túi sẽ đổ vô cái ống phế nang. Đây cứ là điều mà chúng ta cần. Đây, không thể nào bỏ mục tiêu này được. Rồi, trên cái này là cái gọi là cái thành phế nang đúng chưa? Thành phế nang, đây là cái khoảng trống này gọi là cái túi phế nang. Đầu tiên chúng ta đi từ trên xuống dưới ha. Cái tế bào thứ nhất, thứ nhất của tôi đâu rồi? Trời đất. Rồi di chuyển mất tiêu rồi. Cái tế bào thứ nhất của tôi nhìn như cái mũi tên màu xanh dương nha các em. Tế bào nằm trên thành phế nang thứ nhất, phải nằm trên thành phế nang. Tế bào này hình gì? Dạ nhìn vô nó hình tròn, tròn nha, tròn nha, những khối này là hình tròn. Thì đây là tế bào 2. Chưa? Tế bào 2. Nhớ ha, hình tròn nằm trên thành phế nang là tế bào 2. Rồi xuống tế bào màu xanh lá cây cũng hình tròn đúng chưa? Đúng chưa? Hơi tròn tròn đúng chưa? Nhưng không phải là tế bào 2. Bởi vì đây nó thuộc cấu trúc mạch máu. Thì đây là tế bào nội mô. Khác nhau nha. Đây, mạch máu nó đây nè. Nguyên cái khoảng này là mạch máu. Nguyên khoảng này là mạch máu nha. Cái này nhân sẽ lôi vào trong lồng ống nha. Lôi vào trong lồng ống cái khoảng trắng này hiểu chưa? Nó không phải là thành phế nang đâu nha. Thì đây nè, tế bào nội mô. Rồi, tế bào màu tím. Tế bào màu tím ở đây. Đây là cái thành phế nang. Thành rất là mỏng cái này nè. Nhưng mà cái hình này là hình tế bào nó không còn là hình tròn đúng chưa? Nó hơi bầu dục nhẹ đúng chưa? Nó có sẽ xu hướng dẹt đi. Thì đây là tế bào 1. Tế bào 1 sẽ dẹt mỏng hơn so với tế bào 2. Rồi. Cũng đây,
một cái loại tế bào cũng hình cầu, à hình bầu dục, đúng chưa? Hình bầu dục, không bầu dục mình hơi bị to đúng chưa? Nhưng nó không nằm trên thành phế nang nha. Đây là một cái phần mô liên kết rất là rộng, không thể nào là thành phế nang được. Thành phế nang của mình nó phải mỏng như thế này nè, nó phải mỏng như thế này nè ha. Còn đây nguyên nó nằm trên một cái đoạn rất là dày đúng chưa? Nó nằm trên cái phần này là phần mô liên kết nha. Thì đây là nguyên bào sợi đó. 7 là 7 mấy chỗ này nè ha. Rồi. Cái tế bào thứ 5 hình vàng màu vàng chỉ vô. Đây mới là thành phế nang, cái rìa này là thành phế nang. Được chưa? Cái rìa là thành phế nang, tế bào hình hình dạng to, tròn ha. Thì đây là tế bào 2. Rồi. Rồi. Tế bào thứ 6 hay 7 gì đó phải không? Màu xám chỉ vô. Có nằm trên thành phế nang hay không? Thưa cô có ha, thành phế nang của mình để mọc ra đây. Nhưng mà nhân nó sao? Có xu hướng là dẹt đi đúng chưa? Không còn hình tròn nữa. Đây là tế bào 1. Rồi. Sát bên cái tế bào màu xám này có khối 3 khối tế bào 1 2 3. Có phải nằm trên thành phế nang không? Nhìn cho kỹ nha. Có nằm trên thành phế nang hay không? Xin thưa, không. Thành phế nang của mình chỉ là cái thành mỏng trên ngoài này thôi. À, ngoài lòng thôi. Nên đây là một cái cấu trúc hình có lòng ống đàng hoàng. Đó, nó nằm trong một cấu trúc có lòng ống ở đây nó không có cái thành đàng hoàng này, cái thành này thành của nó, thành mao mạch của nó nha. Thì đây là nhân của tế bào nội mô, nhân tế bào nội mô nha. Rồi quay lại đây hai con tế bào này nha, đây là thành phế nang, đồng ý ha, rất là mỏng là thành phế nang. Hai tế bào này hình tròn ha, hai con này là tế bào hai, vô cùng đơn giản ha. Dạ, giờ các bạn sẽ thử ha, cô chỉ miêu tả để cho các bạn tự tìm ra đáp án cho bản thân ha. Rõ ràng cái cấu trúc một xanh lá cây khi chỉ dưới đây các bạn thấy nó là máu ha, thì những cái tế bào nằm trong lòng mạch máu này là những tế bào nội mô ha, quá dễ luôn á. Rồi đây là một cái thành phế nang, thành phế nang, cái rìa này là thành phế nang tròn, tế bào hình tròn hình cầu đó ha, bự, đây là tế bào hai, tương tự ha, thành phế nang tròn bự, tương tự thành phế nang tròn bự. Rồi vậy thì chỗ này mới khác đây, quay chỗ này thành phế nang đây. Cái con màu xanh dương tròn bự, cái con màu tím dẹt lét, cái dẹt nhỏ hơn, được chưa? Thì con trên sẽ là phế bào 2 và con dưới sẽ là phế bào 1. Rồi lưu ý nè, thấy chưa, giữa các thành phế nang này giao nhau này có một cấu trúc, cấu trúc này nó thuộc mô liên kết đây, nó cấu trúc có lòng ống rõ ràng đúng chưa, nó bao bọc lòng ống rõ ràng thấy chưa. Đó, bên trong con không quan tâm nha, nhưng mà thành ống đó nè, có nhân lồi vào lòng nè, thì đây là nhân của tế bào nội mô ha. Rồi tiếp theo nó đơn giản luôn, con màu xanh dương và màu xanh lá đối đầu với nhau, một con thì dạng con thì tròn đó. Thành phế nang luôn, khẳng định luôn, nằm để thành phế nang ha, đây là thành phế nang nha, cái này ha. Đó. Rồi tiếp tục cái con màu xám đây ha, nằm trên rìa thành phế nang đúng chưa, nhân hình tròn được chưa ha, cũng vậy. Con màu vàng bên đây cũng là nhân hình tròn, nằm trên thành phế nang đúng chưa, nằm trên thành phế nang, quá đơn giản luôn. Rồi cái con màu tím cũng tương tự ha, tròn bự đúng chưa, bự chứ nó không, cho nó không cắt ngang nên nó bự, nên nó là hình bầu dục bự. À, nằm trên thành phế nang. Ở đây có cái hình cũng rất là hay nè, con này nè, bự là bự luôn đúng chưa, nằm ở bự là bự luôn, nhưng mà nó nằm trong cái lòng của phế nang, con này tép vào bụi mà lâu mới bắt được con này, dễ gì thấy được con bụi này, nhìn bự ha, mà không học hả, dở ghê.
Rồi. Con màu đen và con màu xanh dương. Đây con màu đen này, màu xanh dương ở dưới này. Tương tự có một con nhỏ như này ha. Thành phế nang, thằng nào tròn mập là 2, dẹt là 1, quá đơn giản. Con màu tím ha, tròn. Con màu vàng dẹt ha. Đó, tự tự tìm hiểu nha. Rồi con này nó như màu bảo bảo bà con không hỏi đâu. Đó một cái hình khác thiệt luôn á, cho hết thi, cho hết hình này lấy gì thi nữa. Thành phế nang tròn, hình phế nang rồi đúng không? Này hỏi rồi, xong hết rồi, đâu nữa? Rồi qua phần bài da ha. Da thì sẽ có gì? Ba lớp đúng không? À, biểu bì, chân bì, hạ bì. Trong biểu bì thì có 5 lớp, đúng chơi. Trong chân bì thì chúng ta sẽ có những cấu trúc là đám lớp mít ne, tiểu cầu, mồ hôi, bài xuất, chi tiết. Ôi này đơn giản lắm, chỉ quan lần là nhớ à. Rồi, nhắc lại ha, da gồm có 3 lớp. Lớp thứ nhất là lớp biểu bì, lớp chân bì và lớp khối khối này gọi là khối mỡ thì gọi là lớp hạ bì ha. Rồi, đi từ ngoài vào trong. Cái khối màu xanh lá cây này là môi của bên ngoài ha. Khối màu xanh lá cây ha, còn khối nguyên cái phần này gọi là biểu bì. Biểu bì. Rồi, phía dưới biểu bì là cái phần được giới hạn màu xanh dương. À, một cái đoạn mô liên kết này sẽ được gọi là vùng chân bì. Và phía dưới vùng chân bì chúng ta sẽ thấy chủ yếu là những cái mô mỡ ha. Thì đây là vùng hạ bì. Rồi. Đầu tiên chúng ta sẽ xét về vùng biểu bì ha. Biểu bì đi từ ngoài, từ đoạn này đến hết cái đoạn màu đậm này. Thì biểu bì nó có 5 lớp, đúng chưa? Biểu bì bản chất là biểu mô lát tầng sừng hóa. Lát tầng sừng hóa là sao? Là biểu cái phần lớp tế bào bề mặt hầu như không còn nhân, đúng chưa? Không nhân. Và lớp này sẽ bong tróc hàng ngày, đúng chưa? Thì chúng ta khi tắm rồi đó, nó bong tróc lớp da này đi đó ha. Lớp từng lớp mỏng, từng lớp mỏng phía trên này sẽ bị bong tróc ra. Nha. Rồi, nhớ thuộc lại nhớ 5 lớp của cái biểu bì. Nha. Đầu tiên chúng ta sẽ có lớp sừng. Sau chúng ta vô thì thấy cái lớp bóng. Bóng là cái đoạn rất là mỏng đây nè. Cái lớp sừng là đoạn màu trắng ha, xong rồi cái đoạn mỏng mỏng thôi là mỏng màu cam, này là lớp bóng. Ha, xong tiếp theo chúng ta thấy lớp màu đen đen chứa các hạt keratohyalin đây. Thì đây là lớp hạt. Ha. Tiếp theo cái đoạn màu đen, mũi tên màu đen, mũi tên màu đen ha. Thì đây là lớp gai tế bào hình đa diện ha. Và cuối cùng hàng tế bào cuối cùng của lớp biểu bì sẽ là lớp đáy, là lớp sinh sản. Đó là xong cái phần biểu bì. Rồi, phía dưới phần biểu bì là cái phần mô liên kết. Biểu bì mô liên kết. Cái phần mô liên kết mà nó đội cái đội cái biểu bì lên, đúng chưa? Nó đội lên này, đúng chưa? Tạo một cái mô liên kết dưới này là mô liên kết thừa. À, cái vùng mô liên kết thừa này được giới hạn bởi mũi tên màu tím này. Cái vùng này là vùng mô liên kết thừa. Còn cái đoạn dưới này là mô liên kết đặc. À, là sự khác nhau ha. Thì trong cái vùng mà đội, vùng mô liên kết mà đội cái biểu bì lên á, à, chúng ta sẽ thấy những cái cấu trúc mô tả là cấu trúc giống như cái ổ bánh mì ha. Không có hình dạng nhất định đâu đó, cấu trúc giống như hình bánh mì thôi. Cấu trúc hình bánh mì thôi. Và có cái màng bao bọc bên quanh ha. Thì đây là những cấu trúc gọi là tiểu thể Meissner. À, những tiểu thể Meissner. Tiểu thể Meissner. Vậy thì nhắc lại, tiểu thể Meissner nằm trong cái vùng đội cái biểu bì lên. Cái vùng này gọi là nhú chân bì.
bọn mình là nguyên nhú chân bì. Thì cái nhú chân bì này bản chất nó sẽ là mô liên kết. Trong mô liên kết này nhớ ha, có cấu trúc thần kinh này sẽ gọi là tiểu thể Meissner. Chúng ta sẽ có ba cái tiểu thể Meissner, 1, 2, 3 tiểu thể Meissner. Còn phía dưới cái mô liên kết ha, nằm phía dưới này gọi là chân bì sâu rồi đó ha, thì chúng ta sẽ có mô liên kết đặc không định hướng. À, mô liên kết, mô liên kết thường không định hướng ha, mô liên kết đặc không định hướng này là mô liên kết thừa, nói riết lộn luôn á. Rồi chúng ta sẽ lớp 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 nó xuống ha, lớp xuống cái vùng hạ bì ha. Thứ nhất chúng ta sẽ có gì, có những cấu trúc quá bự luôn, tế bào gì bự dưới cô, tế bào gì bự dưới đây là tế bào mỡ đó, tế bào mỡ đây. À, tế bào mỡ đây, xung quanh những tế bào mỡ đó, những cấu trúc này cô đánh dấu mũi tên các bạn thấy ha. Thì đầu tiên này là cái phần mồ hôi ha, đây là những cái tiểu cầu mồ hôi, nguyên dạng này là cấu tiểu cầu mồ hôi. Thì trong cái tiểu cầu mồ hôi nó có hai phần, thì cái phần nào mà sáng màu hơn đó là phần chi tiết ha, phần này phần bào tương nó sáng màu hơn là phần chi tiết. Trong khi cái phần bài xuất nè, đây là lòng ống nè, cái phần biểu mô nó sẽ rất là đậm màu, đúng chưa? Cái phần biểu mô là cái thành nóng nó rất là đậm ha, thường cái thành của nó sẽ là biểu mô vuông tầng. Thì đây là phần bài xuất ở hình này ha, đây là một nguyên cái đoạn này gọi là tiểu cầu mồ hôi. Cái phần sáng màu hơn là phần chế tiết, cái phần đậm màu hơn đây, phần đậm màu hơn đây ha, được đánh dấu mũi tên màu xanh lá cây. Đây là phần bài xuất của tiểu cầu mồ hôi. Đây là hai cấu trúc mình cần quan tâm ha. Rồi cũng xuống với cái tuốt, cái vùng hạ bì ha, cái khối bên tay phải là khối mô mỡ ha, là những cái tế bào mỡ nè, tế bào mỡ ha, bào tương phân chia rất là rõ ràng ha. Hầu như chúng ta sẽ không thấy nhân, bởi vì nhân nó bị giọt lipid nó ép dẹp về một bên, đúng chưa? Nè, lâu thấy cái gì thằng đằng đậm đậm nhất lên đó là phần nhân đó, nhưng có nên có bào mỡ ha. Rồi rồi vậy còn cái cấu trúc này, cấu trúc này là cấu trúc gì vậy? Đó, mình sẽ mô tả ha. Thì đây là một cấu trúc có lòng ống nè, lòng ống dẹp đúng chưa, lòng ống nó hơi bị nhỏ ha. Phía ngoài này là một lớp khối mô cơ ha, cơ trơn, khối trơn, được chưa? Rồi bên trong thành ống này có những cái tế bào nó sẽ lồi vào trong lòng ống này. Đây là mạch máu ha, đây là cấu trúc mạch máu. Cái khó của tụi em là gì, hình dạng mạch máu rất là đa dạng, muôn hình muôn thuở mà không có được nhìn hình trực tiếp đó, nên là chỉ học trên thì hình tĩnh như thế này rất là khó hình dung ra cái mạch máu ha. Hình máu nó không có hình dạng nhất định đó, tại vì khi mình cắt á, nó sẽ là cắt ngang, cắt dọc, cắt lá, cắt xéo, cắt xiên, cắt nhỏ, rồi nó còn nằm xéo đâu quẹo nữa ha, nên nó khó nó là chỗ đó. Rồi rồi để thấy những cấu trúc như thế này ha. Wow, cấu trúc gì mà có rất là nhiều hình tròn đúng không, nhiều hình tròn đồng tâm chồng với nhau, đầu tiên là hình tròn nhỏ, sau ngoài là hình tròn lớn 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 dần lên đúng chưa. Đó, từ nào là miêu tả giống như lát hành gì đó ha, cái hành cắt ngang gì đó ha. Đây là những cái tiểu thể thần kinh tên là Pacini, đơn giản là Pacini là xong. Bài mình chỉ có vậy thôi đó em, nên có muốn hỏi gì không? Phần biểu mi da em xem là cái phần mà phần tiểu thể Meissner cô, cho em xem à Meissner. Dạ xem kỹ rồi. Dạ Meissner sẽ nằm ở đâu? Thứ nhất phải nhớ Meissner là nó thuộc vùng chân bì, nó thường sẽ nằm ở vùng nào, vùng nhú chân bì. Vậy thì nhú chân bì là gì? Nhú chân bì bản chất là cái phần mô liên kết ở dưới này nè, nó đội cái biểu bì lên, đúng chưa? Tạo nên cái khoảng trống nè. Đó. Đây, cái đoạn này là đoạn nhú chân bì nè, đoạn nhú chân bì nè. Cũng đoạn này là một đoạn nhú chân bì nè. Thì bên trong những cái nhú chân bì này là mô liên kết thừa, đúng chưa? Thì có những cái nhú chân bì nó sẽ cắt qua những cái cấu trúc thần kinh giống như cái ổ bánh mì đây. À. Nó
mình thấy nó có cảm thấy là một cái cấu trúc hoàn toàn cái cấu trúc bên ngoài, nó có bao đàng hoàng ha. Thì nguyên cấu trúc này là cấu trúc tiểu thể Mesna. Đây, phần này sẽ rõ hơn nè. Người người ta thì nói là giống ổ bánh mì riêng cô nha, cô lại thấy giống hình con sâu hơn. Con sâu hay con nhộng vậy đó. Các bạn nhộng không nè. Đó, nguyên cấu trúc này sẽ là tiểu thể Mesna. Thì đây là một tiểu thể Mesna, hai tiểu thể Mesna và đây là tiểu thể thứ ba, Mesna thứ ba. Rồi. Còn chưa rõ chỗ nào không em? À, em cảm ơn cô, em muốn hiểu rõ. Rồi, còn bạn nào còn thắc mắc hay gì không? Cái bài mình hết rồi đó. Cô cũng hình này nhưng mà cái mũi tên màu xanh là cây là nó chỉ cái gì á cô? À, ok. Mũi tên màu xanh là cây nhỏ này đúng không ạ? Đúng chưa? Dạ đúng ạ. Dạ đúng ạ. Các bạn sẽ thấy cái lớp màu cam đậm không? Nó dài, nhìn vô hình nó chỉ khoảng 2-3 mm thôi. Trên hình nha, cái màu đồ cam đậm nó nằm đi xuyên suốt, cô đang đi xuyên suốt nó nè. Được chưa? Đây là lớp bóng. Chưa? Lớp bóng. Chưa? Dạ, dạ, dạ. Bóng nó rất là mỏng và lớp bóng nó chỉ thấy ở những cái vùng da dày thôi nha. Sẽ có những cái làm sẽ có như là không có. Bên trong hình này là có. Chứ không còn ai thắc mắc gì không ạ? Alo, dạ cho em hỏi hình 13 á cô. Rồi. Dạ cái mũi tên màu xám với lại mũi tên màu xanh lá nó, cái tế bào nó hơi giống nhau á cô, mà nó một cái bị dẹt cái tròn cô. Rồi, đồng ý. Cô thử với em à. Cô xin lên. Ý em hỏi xanh lá này đúng chưa? Dạ đúng rồi cô. Với cái con dẹt này đúng không ạ? Dạ. Rồi, bây giờ mình nhìn ha. Cái này không phải là hình thái nè, cái tên con xanh lá này nè. Nó nằm trên một cái khoảng mô rộng hình chữ nhật này đúng chưa? Đúng chưa? Dạ, dạ đúng. Đúng chưa? Thứ nhất thì dạ. Nó chắc không phải là hình thái nè. Thứ hai, nó nằm trong một cái lồng ống này. Đây là lồng ống của nó. Nha. Dạ, vâng. Thì đây là gì ạ? Dạ, thì là mạch máu rồi. Đúng rồi, mạch máu. Thì đây là nhân của tế bào nội mô. Ha. Xin lỗi nha, cô ồn quá. Ha, đây dạ, rồi. Sao? Còn ở đây, phía dưới màu xám ha. Thành mà. Đây là cái thành của cái nang. Em nghĩ nó là cái khúc này là cảm giác nó là cái nó là mình nghĩ nó là cái đoạn này là mau mạch nhưng mà không phải ha. Nên cái thành nó bắt ngang qua mà nó sẽ rất là dẹp. Rõ ràng cái tế bào này nó không nằm trong cái lồng gì hết. Nằm riêng lẻ ngoài này. Đúng chứ, nó nằm trên cái thành bình thường thôi. Thì đây là tế bào 1. Dạ, tại cái màu nó hơi giống cái nhìn vô cái màu mũi tên xanh dương cái đúng, đá. Đúng. Cái màu thế là đậm đúng chưa? Đúng dạ. Chưa? Nên nãy dạ, đúng. Nó màu là vậy đó. Nha. Cái này nó mạnh, dạ. Đậm thôi, nó chỉ hơi đậm thôi, cả quan tâm. Nó nhớ nó dẹt rồi. Tức là chỉ cần dẹt thì là tế bào 1 đó cô. Dẹt nhưng mà có nằm trên thành thành thế nè hay là thành mạch. Hiểu không? Hiểu không? Dạ, tại cái chỗ màu xám nó cũng hơi giống cái thành ống nhưng mà bị dẹt đó cô. Khó à, khó à. Khó vậy. Khổ vậy vậy đó. Nó sao nhìn vậy? Con nhìn trước giờ nè. Đây đấy là một cái thành nó liên tục như thế này. Còn cái đoạn mà em thấy nó mờ mờ, nó không phải là thành nó không phải là cái thành của mong mặt đâu. Tại khi mà chụp hình nó chụp nhấp nháy được nó bị mất luôn. Ha. Chụp lại cái khoảnh khắc cái bọc. Rồi. Rồi, không ấy cái con này. Dạ, rồi.
không rõ ràng thì cô sẽ bỏ qua câu này. Dạ rồi, em hiểu rồi, cảm ơn cô. Dạ cô ơi. Dạ cũng cái hình này nè cô, mà nó nằm ở trên trên cái mũi tên màu xanh đậm ở bên phải á cô, cái đó cũng giống giống cái màu xanh lá phải mạch máu không cô? Màu xanh đậm á bên phải luôn cô, cái mũi tên nằm riêng biệt á. Đây. Mà ở trên đó cô, ở trên ở trên. Đúng mạch dạ, máu. Dạ, xéo xéo bên phải dạ, khu đó mạch máu không cô? Em dạ. Đã không? Dạ không, dạ nó bên đó không dạ đúng rồi. Rồi, đó là một mạch máu. Đồng ý, là một cái mạch máu tròn nha. Cái nhân nó lò vào trong lòng bàn dây là nhân của nội mô. Dạ, dạ anh cảm ơn cô. Còn không á, cái file PDF á, nếu như có thắc mắc gì á, bạn có thể đánh dấu vô, chụp hình cái đoạn trong cái file PDF á, những tế bào bên trong á, có thể hỏi nha. Rồi còn hỏi gì nữa không? Rồi cảm ơn các bạn đã ráng dành buổi sáng chủ nhật ha.